Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một ngày cuối năm, nghe tiếng con gái chào để đi chơi với người yêu, bố mẹ chị Nguyễn Thị Hương, 23 tuổi, ở thị xã Bạc Liêu mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc của người làm cha làm mẹ khi thấy con cái của mình đã trưởng thành. Họ nào có ngờ đó cũng là lần cuối cùng họ nghe được tiếng cười của con gái. Bởi chỉ sau đó ít lâu, Trần Văn Minh 28 tuổi cùng ở thị xã Bạc Liêu là người yêu của chị Hương đã đưa chị Hương về nhà trong tình trạng bị chấn thương ở đầu và đã tắt thở. Quá bất ngờ trước sự ra đi của con gái mà ít phút trước còn vui cười hớn hở trong niềm hạnh phúc của thiếu nữ đang yêu, gia đình chị Hương hỏi dồn Trần Văn Minh thì được biết hai người có hẹn nhau đi chơi vào buổi tối, nhưng Minh chờ mãi không thấy Hương tới nên nóng ruột qua nhà Hương để tìm. Nào ngờ trên đường đi, Minh phát hiện người yêu nằm gục trên đường, bên cạnh là chiếc xe đạp. Bị sốc trước nỗi đau ra đi của con gái, gia đình chị Nguyễn Thị Hương đã trình báo công an thị xã Bạc Liêu để điều tra nguyên nhân khiến con thiệt mạng. Sau một thời gian điều tra, công an thị xã Bạc Liêu không thấy điều gì nghi vấn xung quanh sự qua đời của nạn nhân, nên kết luận có thể nạn nhân do bị ngã xe khiến đầu đập xuống đường, dẫn đến thiệt mạng. Cô gái trẻ đã được an táng ngay sau đó trong sự đau khổ vô bờ bến của cha mẹ, gia đình. Thấm thoát thời gian trôi qua, ngày giỗ đầu của chị Nguyễn Thị Hương đã đến. Với nhiều người, thời gian là phương thuốc hiệu nghiệm chữa lành các vết thương lòng. Nhưng với cha mẹ chị Hương, tự dưng rơi vào cảnh chè khóc măng, nên nỗi đau khổ vì mất con trong lòng họ vẫn chưa thể nguôi ngoài. Và cũng vì sự đau buồn này mà họ để ý thấy rằng, tuy luôn nói rằng rất yêu chị Hương, nhưng sau khi người yêu mất, Trần Văn Minh không có biểu hiện đau khổ như một người vừa mới đột ngột mất đi người yêu. Những ngày cúng dỗ chị Hương, Minh tuy có đến nhưng vẻ mặt hững hờ. Không những thế, chỉ một thời gian ngắn sau khi người yêu qua đời, Trần Văn Minh đã ra mặt tán tỉnh em gái họ của Hương. Vốn trước nay vẫn gợn nghi ngờ về sự ra đi đột ngột của con gái mình, nay lại thấy thái độ của người yêu con gái như vậy. Hơn nữa, Minh cũng chính là người cuối cùng gặp Hương và cũng là người đưa thi hài chị Hương về nhà. Từ nghi ngờ này, bố mẹ chị Nguyễn Thị Hương đã gửi đơn đến cơ quan công an yêu cầu điều tra lại nguyên nhân về sự thiệt mạng của con gái. Sau khi xem lại hồ sơ vụ việc, nhận thấy nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ, cơ quan công an quyết định vào cuộc để điều tra lại vụ án. Theo hồ sơ trước đây, thì thời điểm chị Hương thiệt mạng là buổi tối, nên đường vắng không có ai chứng kiến. Do đó, để làm rõ nguyên nhân, nhất thiết phải tiếp cận với thi hài. Cơ quan điều tra nhận định, mặc dù chị Nguyễn Thị Hương đã được mai táng hơn một năm, nhưng dấu vết có thể vẫn còn. Cơ quan công an đã quyết định mời bác sĩ pháp y Nguyễn Thanh Tuyền, khi đó là giám định viên trưởng tổ chức giám định pháp y thành phố Hồ Chí Minh, xuống khai quật mộ cô gái trẻ để khám nghiệm lại thi hài. Với ông Nguyễn Thanh Tuyền thì đây là một vụ án dù diễn ra đã lâu, nhưng ông không quên vì nó liên quan trực tiếp đến sự an nguy sinh mạng của chính ông cũng như uy tín nghề nghiệp. Ông Nguyễn Thanh Tuyền kể lại, thời điểm khai quật đã là hơn một năm sau khi nạn nhân mất nên thi hài của nạn nhân đã phân hủy nhiều. Tuy nhiên, khám nghiệm những dấu vết để lại trên xương sọ nạn nhân, tôi khẳng định đây không phải là tổn thương do tai nạn giao thông. Nghiên cứu kỹ vết thương trên đầu của nạn nhân, tôi nhận thấy vết thương này là do một vật có đầu tròn tác động một lực rất mạnh vào chính thái dương, khiến nạn nhân bị tụ huyết não và thiệt mạng ngay tại chỗ. Vật tác động đó ngoài việc có hình tròn còn có một điểm nhỏ như cây mấu. Từ kết quả này, tôi tạm kết luận là vết thương trên đầu nạn nhân là họng vũ khí gây ra. Điểm nhỏ chính là đầu ruồi của nòng vũ khí. Tuy nhiên, với trách nhiệm nghề nghiệp, giám định viên Nguyễn Thanh Tuyền cũng chưa vội đưa ra kết luận chính thức này. Ông đã hỏi gia đình nạn nhân về địa điểm nơi xảy ra tai nạn và gia đình đã dẫn ông đến một con đường nơi mà Trần Văn Minh phát hiện ra chị Hương bị ngã và nằm gục ở đó. Ông Tuyền cho biết, tôi xem xét kỹ con đường là nền đất và có đá dăm. Tuy rằng đá dăm cũng có nhiều cạnh sắc,
nhưng tổn thương do cạnh sắc của đá gây ra không phù hợp với tổn thương biểu hiện trên xương sọ nạn nhân. Từ đó, giám định viên Nguyễn Thanh Tuyền đã đưa ra kết luận nạn nhân đã bị ra tay đến mức chấn thương sọ não bằng họng vũ khí nóng. Thủ phạm đã dùng đầu vũ khí nóng thúc rất mạnh và bất ngờ vào đầu nạn nhân, chứ không phải nạn nhân bị thiệt mạng do tai nạn giao thông, do ngã xe và đầu xuống đường như kết luận của Công an thị xã Bạc Liêu lúc đầu. Sau khi có kết luận của bác sĩ pháp y Nguyễn Thanh Tuyền, vụ án đã mở ra hướng điều tra mới. Điều này giúp cơ quan công an khoanh vùng được các nghi can có vũ khí và biết sử dụng vũ khí. Trần Văn Minh, người yêu cũ của nạn nhân, trở thành nghi can số 1 của vụ án vì Minh làm thủ kho ở một nhà máy trong thị xã Bạc Liêu, khi đó được phép sử dụng vũ khí. Hơn nữa, Minh là người cuối cùng gặp và đưa thi hài nạn nhân về nhà. Thấy con em mình bị đưa vào vòng nghi vấn, gia đình của Trần Văn Minh đã phản ứng rất dữ dội với kết luận giám định của giám định viên Nguyễn Thanh Tuyền. Họ dựa vào kết luận lúc đầu của Công an thị xã Bạc Liêu để khẩn thiết kêu oan. Không chỉ thế, biết được bác sĩ Tuyền cũng là người vùng Bạc Liêu, Cà Mau, gia đình Trần Văn Minh đã vận động nhiều người cùng quê với ông Tuyền đến vây trước khách sạn ông Tuyền ở, đòi hành hung, buộc lực lượng công an phải bảo vệ ông Tuyền đi cửa sau về thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm. Về mặt chuyên môn, kết luận giám định của ông Nguyễn Thanh Tuyền cũng chưa được cơ quan chức năng chấp nhận ngay. Ông Tuyền cho biết, kết luận sau đó đã được đưa ra Hà Nội thực nghiệm lại rất nhiều lần để khẳng định tính chính xác. Chính vì hai lẽ trên mà với giám định viên Nguyễn Thanh Tuyền, vụ án này thực sự khó quên. Sau một thời gian thu thập chứng cứ, cơ quan công an triệu tập Trần Văn Minh để làm việc. Tại đây, Minh khai nhận làm thủ kho ở một nhà máy trong thị xã Bạc Liêu, được phép sử dụng vũ khí. Sau một thời gian Minh và Hương yêu nhau, hai người có nhiều điểm bất đồng nhưng chưa chia tay. Cũng trong thời gian đó, Minh gặp em họ của Hương là Trần Thu Hằng và đem lòng yêu Hằng. Minh biết nếu bỏ Hương để đến với Hằng thì chắc chắn Hằng và gia đình sẽ không đồng ý, nên lập kế hoạch đoạt mạng người yêu rồi ngụy tạo ra vụ tai nạn giao thông. Để thực hiện kế hoạch đoạt mạng người, Minh hẹn Hương đi chơi và giấu sẵn vũ khí trong người. Rồi nhân lúc Hương không để ý, Minh đã dùng họng vũ khí thúc mạnh vào thái dương Hương. Bị ra tay bất ngờ, Hương không kịp phản ứng, gục tại chỗ và thiệt mạng vì chấn thương sọ não. Trần Văn Minh, gã sở khanh đoạt mạng chị để yêu em, đã phải trả giá cho tội ác của mình bằng bản án tử hình. Còn đối với giám định viên Nguyễn Thanh Tuyền, vụ án đã để lại trong ông kỷ niệm không quên của một lần bất chấp hiểm nguy để phanh phui sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.